Vừa qua, tòa nhân dân tỉnh Cao bằng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tòa án nhân dân hai cấp năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Du, ủy viên ban cán sự đảng, phó tranh án tòa án nhân dân tối cao. Về phía lãnh đạo tỉnh Cao bằng có đồng chí Lê Hải Hòa, phó chủ tịch tỉnh Cao bằng dự hội nghị. Báo cáo tại hội nghị về kết quả công tác năm 2021 cho biết. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng công tác xét xử của tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng trong năm 2021 vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tình hình giải quyết các loại vụ việc của tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cao Bằng đạt tỷ lệ tương đối cao. Cụ thể, án hình sự đạt 98%, các vụ việc dân sự đạt tỷ lệ 89%, các vụ án hành chính đạt tỷ lệ 76%. Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân đạt 100%. Chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ việc được nâng lên đặc biệt tòa án nhân dân hai cấp tỉnh cao bằng đã thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa theo đúng tinh thần cải cách tư pháp và quy định của pháp luật tố tụng. Theo đó, tòa án không hạn chế thời gian tranh tụng, tôn trọng và đảm bảo cho các bên tham gia tố tụng đưa ra chứng cứ và trình bày hết ý kiến của mình, tạo ra những bước chuyển biến cơ bản trong hoạt động cải cách tư pháp nói chung phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn văn du phó tranh án tòa nhân dân tối cao đề nghị tòa nhân dân hai cấp tỉnh cao bằng tiếp tục thực hiện tốt những nghị quyết chỉ thị chương trình kế hoạch của trung ương của tỉnh liên quan đến công tác tư pháp tiếp tục đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tốt hơn nữa đảm bảo xét xử đúng người đúng tội đúng pháp luật không để oan sai bỏ lọt tội phạm đẩy mạnh triển khai hiệu quả luật hòa giải và các văn bản luật khác cũng như các quy chế phối hợp với cơ quan liên quan đồng thời thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính quan tâm đời sống cán bộ nhân viên người lao động công tác thi đua khen thưởng cũng như đảm bảo cơ sở vật chất để thực hiện tốt hơn nữa công tác xét xử đặc biệt là xét xử trực tuyến trong thời gian tới qua đó góp phần cho sự phát triển của tỉnh cao bằng và công tác tư pháp nói chung